ở đây là bác sĩ trị được cho anh, bác sĩ mới kêu anh nằm. Bác sĩ lúc mà ổng đang thở máy là bác sĩ nói bây giờ rút cái máy ra gì là ổng chết tại chỗ luôn chứ không có ra đâu được trơn á. Không khóc nổi thành lời, những giọt nước mắt đã tự động rơi xuống và lăn dài trên má của những đứa trẻ thơ vô tội. Vì bọn trẻ biết rằng từ nay và mãi mãi về sau sẽ không bao giờ nhìn được thấy cha, và thậm chí hơn á là được gọi bằng tiếng cha. Có chăng á đó chỉ là những tiếng gọi cha trong vô vọng và trong nước mắt. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất cha? Trong một cái căn nhà nhỏ tạm bợ, chẳng có nỗi thứ gì cao quý ngoài cái đống phế liệu á mà chị Trinh nhặt được, và năm người con cùng với người cha chồng bệnh tật. Từ ngày anh Bảo, chồng của chị Trinh, mất đi á, thì ngôi nhà dường như vắng lặng tiếng cười đùa của những đứa trẻ, và thay vào đó là những giọt nước mắt. Một cái khung cảnh tang thương bao trùm lên cả gia đình nhỏ bé. Dẫu biết rằng cuộc sống á, có sanh thì ắt có tử, nhưng anh Bảo đã ra đi quá đột ngột khi tuổi đời còn quá trẻ, và để lại trên đời này một người vợ phải gồng gánh nuôi năm người con ăn học cùng người cha của mình. Và bây giờ anh đã an nghỉ rồi. Thời gian sắp tới á là khoảng thời gian của chị Trinh. Rồi cuộc sống của chị á sau này sẽ không biết ra sao để nuôi con mình ăn học. Câu chuyện của chị Trinh á đã làm cho Bùi Hồ không khỏi xúc động. Qua đó thì chúng ta cũng cảm thấy rằng mình cũng được may mắn hơn rất nhiều người. Rất mong sau đoạn video clip này sẽ đồng cảm cùng với gia đình của chị Trinh. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào tìm hiểu về gia đình của chị ha. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị à. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và đây là một ngôi nhà. Trong ngôi nhà này có đến 6 nhân khẩu. Trước đây ngôi nhà này á là của hai vợ chồng và 5 người con. Cuộc sống hàng ngày á thì rất là cơ cực. Hai vợ chồng á thì sinh sống với một cái nghề gọi là thu mua phế liệu. Bẵng một thời gian thì người chồng lại mất đi. Và hiện nay sau khi người chồng an nghỉ á, bỏ lại đây một người vợ phải gồng gánh nuôi 5 người con và cả người ba chồng đang bị bệnh tai biến. Cuộc sống đã vốn cơ cực rồi, hôm nay lại thêm một cái bi kịch lớn nữa. Thì Bùi Hồ được mọi người giới thiệu đến đây cũng chia sẻ thước phim này cho cô bác quý anh chị có thể giang tay cùng nhau giúp đỡ cho chị này có thể vượt qua những cái lúc khó khăn như thế này. Và cái căn nhà này đó thì trước đây thì đây là một cái căn nhà được coi như là được gần như là một nát. Và hiện nay thì mọi người cũng đã chung tay nhau, các đội từ thiện đã sửa lại được cái phần mái nè, làm được cái phần vách. Và nhưng vẫn còn đó, thời gian sắp tới rất là khó khăn đối với bản thân chị và nói riêng và cuộc sống của gia đình chị nói chung. Thì Bùi Hồ muốn chia sẻ thông tin này để cho cô bác quý chị biết rằng là cuộc sống của chị hiện nay như thế nào. Bây giờ mời cô bác quý chị cùng theo Bùi Hồ ha. Cái phần ván này đó, đúng lúc nãy Bùi Hồ có trao đổi thì đây là được một cái đội từ thiện lót cho. Đa số nhà thì không có gì quý báu cả à. Dạ con chào chú. Chào gia đình mình ha. Cho em theo cái này, đây là cái nít mình ha chị ha. Dạ. Chị cho em biết là chị tên gì ha? Dạ em tên Trinh, Nguyễn Thị Ngọc Trinh. Nguyễn Thị Ngọc Trinh, dạ. Tên đẹp vậy. Năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Đây là năm đứa con của mình đó hả? Dạ năm đứa con của em. Em được biết là anh đã mất cách đây cũng mấy tháng hả chị hả? Dạ mất nay nữa 20 ngày anh. 20 ngày. Dạ. Nguyên nhân vì sao anh lại mất ta? Dạ bị nhiễm trùng máu. Nhiễm trùng máu. Dạ nó ăn hết gan ruột phèo phổi nội tạng hết. Anh bao nhiêu tuổi? 38 tuổi. Anh 38. Còn chị là 27. 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Mà 5 người con. Dạ. Giới thiệu cho em biết tên của các bé hết được không? Cái này là trai em là Dương Minh Cảnh. Minh Cảnh. Dạ, cái này là Thầy Trăng.
trơn. Này là Dương Thị Bích Ngọc không cha? Dương Thị Bích Ngọc, Dương Thị Như Ý, Dương Thị Kiều Trang, Minh Cảnh, Trân, Ngọc, Ý và Trang. Dạ. Là tuổi của các bé thì như thế nào? Thằng này 9 tuổi, nhỏ này 10 tuổi, nhỏ này 3 tuổi, nhỏ này 4 tuổi, nhỏ này 12 tháng. 9 tuổi, 10 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi và 12 tháng. Dạ. Thì hàng ngày cái công việc của chị là anh với chị làm cái công việc gì? Dạ đó, giờ em sống nghề mua ve chai, mua bán ve chai. Mua ve chai hả? Dạ. Anh với chị cùng đi mua luôn hay sao? Dạ, lúc trước thì em mất con nhỏ thì em ở nhà với con, đưa bước mấy nhỏ đi học. Còn ảnh, một trụ cột chính trong nhà là chỉ con mình ảnh thôi. Thì bây giờ các bé này có được đi học không? Dạ có, hai đứa lớn này được đi học với nhỏ này. Học lớp mấy chị? Hai đứa này học lớp 1. Học lớp 1 à, 9 tuổi với 10 tuổi là học lớp 1 luôn hả? Dạ, nó học yếu lắm. Sao lại 6 tuổi là người ta học lớp 1 rồi chứ? Nó học chậm lắm anh. Nó học yếu dữ lắm. Rồi em hỏi thiệt ha, là dạ, mình không có lúc mà anh còn á thì mình không có kế hoạch gì sao mà lại xin như vậy? Có anh, trước em có uống thuốc đó mà, với lại em có đi đặt vòng đó rồi nó bị tụt vòng mấy lần đó, em mằn nặng đó. Dạ, tại cái nghề của em là đòi hỏi là phải bưng bê bóc vác tối ngày vậy đó. Khi mà các bé được sanh ra như thế này á, mình có bao giờ mình nghĩ rằng là mình làm gì để cho các bé sinh sống và ăn học không? Lúc trước á, thì ổng còn mặn á, thì hai chồng em nói chung á, là cũng xoay sở được, mà giờ ổng chết rồi mình em giờ em cũng biết sao luôn. Cái nhà anh mất á thì các bé này biết không? Có hai đứa lớn biết à. Nó có nói gì không? Không, khóc không à, thấy khóc rồi khóc theo mà. Thấy khóc rồi. Dạ. Mấy ngày sau nó hỏi ba đâu rồi mẹ. Nó hỏi ba đâu rồi mẹ. Dạ. Chị trả lời sao? Nói ba bệnh ba chết rồi. Con bé nói như thế nào? Nó hỏi ba sao chết, bệnh gì chết. Nói ba bị bệnh nhiều ba chết rồi. Nó còn biết, nó nói bữa bỏ ba nó vô cái hộp đem đi mất tiêu rồi. Có khi nào ngủ nửa đêm các bé nó giật mình nó lại nhớ cha mình không? Có, khóc hoài luôn. Dạ. Hiện nay thì cái nỗi đau đó thì nó đã được nguôi ngoai chưa? Chưa đâu anh ơi. Mới ngày hôm qua em ngồi đây nè, coi ba cái album của ổng lúc bệnh ngồi khóc hoài luôn, khóc như điên luôn. Khóc hoài vậy đó. Bởi vì giờ tính đi mua bán lợ mà không dám đi. Tại vì sợ nhiều khi cái tâm lý nó chưa ổn định đi, sợ cầm xe chạy nó ủi người ta nữa rồi sợ. Cái việc năm cháu bé như thế này sữa sùng người tả là như thế nào? Nói chung là không có uống sữa gì nhiều. Nó chỉ như lúc ba nó còn sống thì có mua sữa cho nó uống, mà từ ba nó chết tới giờ cậu nó mằn đó rồi nội nó gom sữa lại như từng lên cho nó vậy đó. 5-10 bịch vậy đó. Bữa nào không có thì không uống, chỉ ăn cháo thôi. Cháo thì bữa cậu nó lên mua cho được thùng cháo. Mỗi một ngày mình làm thu nhập được bao nhiêu tiền? Nếu mà quân bệnh em mặn một ngày luôn là chừng 100 ngoài à. Bây giờ chị đã làm cái công việc là thu mua luôn ha? Dạ, đi mua về em bán lại như mấy người chạy ngoài đường này. Rồi ai sẽ chăm các bé này? Dạ thì ở nhà thì ông nội giữ. Đây là ông nội? Dạ, ông nội với bà ngoại là giữ tiếp. Rồi bà nội đâu? Bà nội với ông nội chia tay lâu rồi. Chào chú. Chú tên gì? Thuận, chú Thuận năm nay bao nhiêu rồi? 88. Chú Thuận nghe nói là chú Thuận trước đây bị tai nạn giao thông hả? Tai nạn giao thông. Chú đó chấn thương não rồi bị sụn tay sụn chân. Dạ, bây giờ hiện nay là con của mình mất rồi, là chú ở nhà là chú thay cho chị để mà giữ cháu hả? Bây giờ hồi trước đó là ở dưới bên kia. Chút vô đi chú. Bị tai nạn cái con với cháu trước về đây nuôi. Rồi bây giờ ở đây nuôi ở nhà phụ giữ mấy đứa cháu. Giờ con mất rồi cũng thấy mấy đứa cũng cảnh khó khăn. Quay bấm bụng ở lại coi như là để nuôi phụ giữ mấy đứa cháu cho dâu đi buôn bán. Chú có mấy người con? Có hai người. Một người là chị của nó, có chồng ở dưới đâu Trường Sơn, còn
thằng con trai nó chết. Mày yên con. Cái ngày mà anh bị bệnh á thì mình có tốn nhiều tiền để mà lo cho anh không? Dạ có anh. Tốn nói chung là tiền bệnh viện, ăn uống, là nói chung chung quanh là cũng cả mười mấy hai chục triệu. Tiền đó làm sao mà mình có được để mình chăm sóc cho anh? Tiền đó là một phần là em hỏi ở ngoài, một phần là anh đồ mấy cô mấy dì đồ thấy khổ đó ngừ cho 500, 200 để mà mua đồ ăn thức uống đồ lúc mà anh nằm bệnh viện với mua sữa ăn đổ cho anh á. Chứ em thì hỏi ở ngoài thêm thì chỉ được có 6 triệu thôi. Tại vì mình giờ tao thấy mình không được, anh ta đâu có dám cho mình mượn nhiều đâu. Chứ lại cô dì chú bác á, gỡ lên cho người vài trăm vậy đó. Đặng mà cho anh có tiền anh ăn mà cũng đủ anh đi. Chung là cái bệnh anh là em nhờ là nhờ bảo hiểm cận nghèo. Chứ bảo hiểm cận nghèo tiền dữ lắm, chỉ tốn tiền tả sữa anh thôi. Lúc đó thì anh chăm sóc cho chị, chăm sóc cho anh thì các bé này ở nhà hả? Dạ ở nhà. Ông nội nuôi. Ông nội nuôi. Thì hiện nay cái việc mà chị đi thu mua phế liệu. Dạ. Thì ai sẽ là người nấu ăn nấu uống ở trong nhà? Dạ ông nội đó. Ông nội bị tai biến nhưng vẫn nấu được hả? Dạ vẫn nấu được. Như đồ ăn đồ mua đồ là mượn người ta sắt giùm đem về để nhà cho ông nội nấu. Em biết nhà mình là cặp mé sông nè. Dạ. Thì việc ông có một mình ông nội thôi mà năm bé thì nó rất là hiếu động luôn. Dạ. Thì chị có thấy nó nguy hiểm không? Dạ cũng có, nhưng mà cũng phải gán để đi làm lo cho cuộc sống hàng ngày anh ơi. Hôm nay là chị không có đi làm. Dạ. À, mỗi một ngày mà chi tiêu cho cả gia đình cho 6 người ăn, 7 người thì là bao nhiêu tiền mỗi một ngày? Một ngày nếu mà em nhín nhút lắm là tầm 100 ngoài mới đủ. Sáng là nội là tiền của mấy đứa này ăn không, là em mua thịt cá rồi trong nhà là cũng mấy chục. Là mua ăn gói ghém như lắm đó. Chưa kể tiền sữa cho bé này, là cắt sữa của bé này không cho uống sữa, chỉ mua cháo cho ăn thôi. Một ngày là nấu bao nhiêu lít gạo? Một ngày hai cho con em ăn lít rưỡi gạo là dư sức. Thời gian sắp tới thì em nghĩ là cái công việc mà thu mua phế liệu á không phải là cái công việc nhẹ nhàng. Dạ. Mà nó không đặc biệt, mà nó không ổn định anh ơi. Không ổn định nữa. Dạ. Thì chị có tính mình dự định là mình chuyển sang cái công việc gì khác không? Dạ không anh ơi, nếu mà bây giờ vô công ty mằng thì em mằng không được. Tại vì mấy đứa nhỏ này nó ưa bệnh đau lắm. Vô mằng công ty là em không có thời gian để mà nghỉ. Công ty mằng rất là khó. Chị nói cái việc bệnh đau á thì em mới mừng tượng ra như thế này nè. Chỉ cần một bé thôi. Dạ. Nó bị cảm, bị sổ mũi thôi chứ bác sĩ rồi. Bốn bé còn lại nó phải ở nhà. Dạ. Thì chị ở nhà thì chăm sóc nè, rồi phải lo đủ thứ nè. Dạ. Ở làm sao mình xoay sở được cái cuộc sống của mình? Bệnh đau xoay sở cuộc sống, em nói thiệt với anh, con em là nó bệnh là không khi nào nó bệnh đứa chứ, nó bệnh là nó bệnh hết luôn. Đợt có ông xã em còn sống, bệnh một lần 5 đứa là đi bệnh viện hết 5 đứa luôn. Là bây giờ là nói chung là trong ngoài là chỉ có ba em phụ em thôi, mà giờ ổng bị xích xùi gì đồ ăn uống là ở nhà là phải ra chợ mua, xe đẩy đi ngang đây thì cũng ít lắm. Khi mà anh mất thì anh đã an nghỉ, nhưng mà vẫn còn đó những cái khó khăn cho những người. Dạ. Còn sinh sống như chị nè. Dạ. Thì anh có tranh thối điều gì? Dạ không anh ơi. Tại vì em nói thật với anh á, là hôm ông xã em mất á, là nằm dưới hôm bữa mùng 3 cho tới mùng 7 tới bữa chết luôn á. Là chỉ là mà em xuống em nuôi anh được có 3 bữa thôi, là em đi mua bán ở trên này là em đi mua phế liệu, là em nhờ mẹ chồng em xuống nuôi. Là đi mua bán là kiếm ăn hàng ngày là em mượn mẹ chồng em, nhờ mẹ chồng em xuống nuôi ổng. Là em chỉ nuôi ổng là được có mấy ngày thôi. Lúc cũng... đó là anh có nói với lại mẹ chồng của chị điều gì? Dạ không, tại vì ổng nằm phòng hồi sức á, là không có được vô, như khi ỉa đái rồi mới vô được thôi. Có nghĩa là lúc chuyển viện thì anh đã nặng rồi đúng không? Dạ, lúc chuyển viện là đã nặng rồi. Anh chưa kịp nói lời gì hết. Dạ, chưa kịp nói. Anh có biết rằng là cái căn bệnh của mình là anh không có vượt qua được không? Dạ có mấy đợt em vô thay tả ổng nói thì em cũng gán ở lại nuôi con đi, chứ giờ anh sống không không nổi nữa. Anh giờ bệnh nhiều quá, ổng nói thì em gán ở lại nuôi con đi. Chứ anh giờ ở đây anh không có qua khỏi, anh bệnh nhiều dữ lắm. Bữa ổng đòi về với em, ổng nói là anh bây giờ là anh chết chứ anh không có sống.
Ổng kêu em á là kêu bác sĩ ký giấy cho ổng về đi, nhìn mặt con ổng lần cuối. Chứ ổng bây giờ không có sống nổi. Ông nói với em là vậy đó. Lúc mà chị nói, ảnh nói như vậy thì chị an ủi ảnh như thế nào? Em nói gạt ổng, em nói bác sĩ nằm ở đây là bác sĩ trị được cho anh, bác sĩ mới kêu anh nằm. Bác sĩ lúc mà ổng đang thở máy là bác sĩ nói bây giờ rút cái máy ra gì là ổng chết tại chỗ luôn chứ không có ra đâu được trơn á. Mấy cô mới về kêu về đi, em nói bây giờ còn nước còn tát không có về được. Giờ gán ở lại đây chị. Cái ngày mà nhận được cái tin là anh không qua khỏi thì lúc đó chị... Bác sĩ kêu em vô á là làm hồ sơ đâm ống, ký tên đâm ống đặng mà trợ tim thở bằng cái đường thế quản á. Em mới nói là bác sĩ nói đâm bây giờ cơ thể anh rất là yếu, đâm bây giờ là có thể là một là anh sẽ ngừng đập cơ tim. Em mới không dám quyết định, em nói nhờ anh hai em, hỏi anh hai em giùm, tại anh hai em sáng suốt lúc đó đầu óc em nó được minh mẫn. Là em vô là lúc đó là anh đã đứng chồng rồi. Là bác sĩ nói bây giờ người nhà quyết định gì hay ở đây, nếu mà ở đây là chừng nào mà tim ngừng đập bác sĩ mới cho về. Bác sĩ nói với em là vậy đó. Rồi em mới điện người nhà xuống quyết định đó là tại vì anh đã đứng chồng rồi, quyết định là trở về. Em nói thiệt với anh là em cũng cố tình cứu anh sống để mà sống nuôi con được tiếp em, mà anh không qua khỏi em biết làm sao hơn. Em thì yếu lắm, em hạ canxi hoài đó, mỗi lần mà em tới cơn em hạ canxi là em như người chết rồi vậy đó. Bé nghe em kể bé khóc luôn kìa. Nó nói em hoài, nó nói ba nó bỏ vô cái hộp nó đem đi mất tiêu rồi. Mới hôm qua bà nội nó lên bằng tầng bữa thứ 6 chứ bà nội lên bằng tầng nó là bỏ vô cái hộp ba nó đem, ba nó đi mất tiêu rồi. Con tên gì? Con tên Kiều Trang, nói đi. Mấy tuổi? Dạ 4 tuổi. Sao tóc dữ vậy? Con tên gì con gái? Thôi con đừng ho con. Thì sao con khóc con? Chú hỏi nghe, cái nói chú nghe đi. Con nhớ bà đúng không? Đúng không? Con có biết rằng là con không gặp được ba nữa đúng không? Con thương mẹ, vừa thương mẹ vừa nhớ ba đúng không? Thôi đến đi, đến bây giờ không khóc nữa ha. Khi gặp được những cảnh này á, cô bác quý anh chị biết không, là không bao giờ cầm được nước mắt luôn. Các đứa trẻ thì nó còn rất là nhỏ để nó hiểu được cái vấn đề rằng là thời gian sắp tới á, tụi nó cũng phải cùng mẹ vượt qua. Đánh đi con, mình không nữa. Mình đánh đi, đánh đi, để chú thương nè. Hôm nay chú ghé nhà thăm nhà mình nè. Đánh đi chú thương nha. Chú ghé thăm nhà mình nè. Con tên Kiều Trang đúng không? Kiều Trang là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Nó còn 4 tuổi, nói đi. Nói chú nghe đi, nó còn 4 tuổi, nánh đi con. Nó còn 4 tuổi, nánh đi. Nói đi, nó còn 4 tuổi, nói bạn đi. Bạn này là anh hai đúng không? Anh ba. Nhiều con gái này mới thứ hai. Chú hỏi con trả lời cho chú nghe đi con, nín đi. Nhầm khi xúc động quá chị nước mắt. Thật ra các đứa bé nó mà nó tự động nước mắt nó chảy á. Nó chảy nó không nói được thành lời luôn, làm cho Bùi Hồ cảm thấy khi mà cầm cái máy quay như thế này á rất là xúc động. Và Bùi Hồ không có muốn khơi gợi lại những cái nỗi đau của các bé, nhưng mà để cho cô bác anh chị hiểu thêm á thì phải hỏi lại cái câu chuyện mà ngày xưa chị với anh đã từng gắn bó như thế nào. Chị thì ngày xưa là anh với chị quen nhau hay sao? Hồi xưa em với ảnh là người ta mai mối. Mai mối hả? Dạ. Nói có đi làm công ty nữa hả? Dạ, có
làm công ty mà như lúc sanh bé này khổ quá, ở dưới quê này mặn không ai mướn chân lên cảnh mặn được đâu 2 năm. Mà công ty tư nhân không có tham gia bảo hiểm. Rồi lúc mà sanh bé này không có được gì trơn. Chú vô tắt tivi con. Thì con vô rút chui đi. Con tắt luôn kìa. Người ta thấy người ta thương quá trời luôn. Rồi thời gian tới nè, anh nói nha, cái việc kia không thôi. Gửi các bé vô nhà trẻ là tiền nhiều lắm. Nếu mà gỡ bé này, ba bé này đi học vô nhà trẻ 1.200.000 ta không nhận. Không nhận hả? Dạ không nhận. Bé này bây giờ gỡ là 2.500.000. Mình bé này thôi 2.500.000. Hiện nay cái mong ước lớn nhất của chị là gì? Con vô con mặc áo vô đi. Hiện nay cái mong ước lớn nhất của chị là gì? Mong muốn lớn nhất của em là bây giờ lo cho mấy bé ăn học nên ngừng, cho nó được đến trường đầy đủ, nó không có thiếu thốn. Giờ nó thiếu thốn tình thương của cha, giờ em không có thể nào mà bù đắp được cho nó. Bây giờ em hỏi thử cái câu chuyện này, được thì chị trả lời, không được thôi. Nếu như có một người nào mà muốn sinh một bé thì chị có chấp nhận không? Dạ không. Tại vì con em á, là bây giờ em nói thiệt, giờ em còn sống thì thôi, em chết thì thôi, chứ giờ em còn sống em không có cho con em đâu. Bên nội của ông chồng em á, là ta cũng hỏi sinh con em nhỏ nhỏ này nè mà em không có cho. Sao vậy chị? Trời tội lắm anh, con mà sanh ra nuôi nó tới chừng này cho nó nhớ không chịu nổi anh ơi. Không thể nào xa được. Thật sự ví dụ như người ta sinh, người ta cho các bé được ăn đạp, được nuôi dưỡng, người ta phụ chị nuôi, chị sẽ bớt cái này. Dạ không anh ơi. Nếu mà bây giờ em nói anh, bây giờ nếu mà không khả năng cho đi học thì mình cho nó học ít lời, ví dụ như cho nó biết chữ cũng được. Thật ra em chỉ thử chị thôi. Không ai nỡ gần chia cắt cái tình mẫu tử bao giờ. Và em thấy được cái tình cảm đó, và em mong rằng chị sẽ cố gắng vượt qua trong lúc khó khăn này ha. Dạ. Sáng nay nhà mình ăn cơm gì? Sáng nay nhà em ngày qua cậu nó vườn nó gỡ lên cho thịt với hột vịt kho ăn. Em nghe kể được rằng là cái lúc mà anh mất á là nhà mình sập luôn rồi. Dạ, sập trước đó nữa. Đấy luôn. Dạ. Trước đó nhà nó bị mầm chắc giá cũ đó nó gãy. Rồi còn dư được mấy miếng dán rồi che ở đó, đi dài vô tới nhà sau nó liền đi vô tới nhà có mấy cái thùng phi đó. Vô tới đó. Bữa chết là không có chỗ chôn, để ở ngoài trước đó luôn. Không có chỗ đất chôn hả? Không có đất chôn, là đất cũng như là từ thiện cũng là ta cho luôn. Hàng từ thiện luôn. Rồi, hiện tại chôn ở ngoài Tân Mỹ, xuống dưới cái trường học Tân Mỹ chút. Chi phí tốn nhiều tiền, đám tang. Tốn nhiều tiền anh, nội cái mã không là 16 triệu. 16 triệu 325 ngàn là tiền xây cái mã không. Thì nay là mình còn thiếu luôn. Thiếu nợ nhà nước luôn, với trong ngoài luôn là cả 100 triệu. Trời, vậy làm sao, thời gian sắp tới làm sao để mà trả nổi? Em cũng biết luôn, thì bây giờ người ta lợi thì cũng năn nỉ, người ta hứa đó, lặn hứa hồi, gán mặn lo, chứ giờ không biết tìm cách nào để giải quyết. Thôi, con nín nè, chị hai là phải làm gương cho các em, không được khóc, nghe chưa? Chị hai không được khóc nữa, chị hai khóc là mẹ buồn, mẹ bệnh đó. Nha, hôm nay các chú đến đây nè, thăm nhà mình nè, phải vui lên nha chưa con? Thậm chí là bé là kêu mặc áo, là nói là hết áo mặc luôn rồi cô bác anh chị. Thôi chắc có lẽ là chị cho em thắp cho anh một nén hương rồi hướng dẫn em ra ngoài sau nhà mình ha. Dạ. Vô con, vô. Nè, cho chú hỏi nè, hôm qua hai con đi học sáng ăn cái gì hả?
sáng con thức dậy con mày. À, mẹ nấu mì cho con ăn. Ông nội. À, ông nội nấu mì cho con ăn. Còn bé này, bé này. À, sáng hai chị em thức dậy ăn mì. Mẹ có cho đi. 27 tuổi rồi chị Trinh, 27. Đây là gì chị? Đây là cái chỗ ngủ của mình đó hả? Dạ. Trời ơi. Cái chỗ ngủ của mình. Là ở đây là ai ngủ chị? Dạ ông ba với mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ thì nó ngủ ở trên. Ông ba thì ông bị gì ông ngủ ở dưới. Với hai đứa cháu nhỏ này. Ở dưới này là bao nhiêu người ngủ? Bao nhiêu bé? Ba, hai bé với ông nội. Bé này với bé này. Còn đây là cái nhà vệ sinh của mình. Dạ. Cái tủ lạnh đó là mình mua hay ta? Dạ mua đồ cũ của người ta lỡ. Nhiêu chị? Chừng triệu ngoài hả? Tại vì mua tủ cũ của ta lại, người ta đi mặn công ty cái ta về ta bán lại cho mình. Hôm rồi anh đặt ở trên Lazada mua máy giặt, máy giặt chứ không phải tủ lạnh. Dạ máy giặt. Rồi ở đây là mấy chị với mấy bé ngủ? À, ba đứa, em với thằng trai. Hai đứa lớn đó thì lên trên ngủ. Con ngủ bụng lên con. Rồi em thấy ở trên kia kìa, con rồi nó bị hình như là con sử dụng lại đúng không? Dạ, con mua dây chai tận dụng lại không? Con mua dây chai tận dụng lại thì anh lợp lên. Dạ. Những cái cây Sài Gòn đó là mình cũng tự mua thì sao? Mua đồ dây chai sửa lại. Ok nó... quạt dạ. Trời. Nó gãy rồi treo lên vậy đó cho nó mát. Sao thấy nguy hiểm chưa chị? Dạ. Ôi, nó lắc lư kìa. Trời ơi, có khi nào nó bị rớt xuống không? Có, đằng hẳn nó rớt xuống. Rớt xuống luôn hả? Dạ, tại vì không có cái chân bắt nó vô. Không phải cột gì cho nó mát, chứ nắng nó hầm dữ lắm. Cái này là anh chế hả? Dạ. Anh chế hay chị chế? Đằng hẳn anh có làm cái móc cái nó bị gió bữa mấy bữa giông nó giặt nó gãy. Cái ổng chết em mới làm sao không? Cột con dây lên treo vậy cho nó mát cho mấy nhỏ. Nó lòng thầm kìa trời, điện kìa. Nguy hiểm vậy. Là cái quạt đó em mua đồ phế liệu em sử dụng lại đó hả? Dạ, đồ phế liệu sử dụng. Đây là chỗ ngủ của mình đó hả? Dạ. Rồi mưa nó có tạt không? Có dột không? Em thấy trên này nó lỗ hang nhóc lên nè. Có mưa nó dột dữ lắm. Nó cái này là nguyên đây nè, mưa xuống là nó ướt nhẹp chưa? Mưa thật xuống. Ra là em vô cái ngôi nhà của mình á, lúc nắng vậy nè em không sợ. Nhưng mà lúc mưa sợ nước mưa trên này nó nhiễu xuống à. Dạ. Nó làm ướt dây điện một cái là nó giật là tiêu luôn. Dạ. Ừ. Chung là nhà này chỉ tránh nắng thôi chứ mưa xuống nó ướt dữ lắm luôn. Ừ. Gạo này là người ta cho mình đó hả? Dạ, bên chạy hòm cho 25 kg rồi bà kia trúng số cho em bao đó là 2 bao. Dưới này bên xã. Cái này của mẹ chồng cho mấy ký. Cho em đi vô đây ha. Chị dạ. Với em á. Ở đây là các bé nó chơi đó hả? Dạ. Ôi, 5 bé nó chơi mà dọn dẹp sao nổi đúng không chị? Dạ, nó quậy dữ lắm. Cái này nồi cơm của mình. Dạ. Rồi ba chén cơm để đây là sao vậy chị? Nãy cúng ông ba ở trên bàn thờ ông dọn xuống đặng đổ vô hấp lại ăn. Cúng cho anh đấy hả? Dạ dạ. Ở đây điện nước sao chị sử dụng sao? Điện nước xài nước cây. Đây là sàn nước của mình đó hả? Dạ. Vậy chị đi làm nên không có ai dẹp dọn các bé nó quậy tứ tung gì đó đúng không? Dạ. Cái nồi đó là gì đó chị? Cái nồi đó, nồi nấu canh mà hôm qua nay đổ rửa. Canh gì? Canh cải đồ, canh bầu nè, cái bầu này của cái chị ngang cửa chỉ cho nè. Hôm nay mình ăn cơm gì á? Cơm với mà thịt hôm qua bữa đám bằng từng mẹ với chị lên cho. Thịt kho. Dạ. Ngày hôm đám bằng từng anh đó hả? Dạ, hôm đám bằng từng tới giờ. Anh được mấy tuần rồi ta? 2 tuần. 2 tuần rồi hả? Dạ. Thì lên làm có đãi khách gì không? Dạ không, chị cúng bông với nước trà. Đâu có tiền đâu đúng không? Dạ, tại bên đạo ta thấy mình cũng khổ cái gì ta cũng chế chứ. Rồi đây là cái sàn nước nè. Giống như là cái sàn sàn ngồi người sao, đây là làm bằng gì? Cái này làm bằng thùng phi, cái này lúc trước cái nhà sập là giờ ra đây ở nè. Ra đây ở khúc này. Với ở từ khúc này lên đây. Thùng phi này là mình mua. Dạ. Nhiêu thùng? Mua phế liệu cần ký em thấy nó xét hết hả? Dạ.
này mấy bữa mưa nó tạt nó xét dữ lắm luôn. Đi nghe nó ngập gình luôn á. Dạ ngập gình luôn, cái cây ở dưới sàn nó gãy trơn rồi. Đi không dám bước mạnh. Dạ, bước mạnh nó sập. Đồ để đây không có tủ đồ gì hết trơn hả? Dạ. Là mưa vậy tạt dữ không? Tạt. Mưa như mưa thì giờ lên trên treo đỡ. Dạ. Nhà đã khó khăn ngày nay lại thiếu bóng của cha của chồng, thành thử ra là khó khăn nó lại càng khó khăn hơn. Ra trước đi chị Trinh. Mọi thứ nó đều được chắp vá mọi người, chắp vá một cách rất là tạm bợ luôn. Và cái phần dán mặt trước á thì cũng may là có cô chú anh chị á. Cái này là thùng chị mua hát karaoke hay là từ phế liệu? Mua phế liệu anh, mua tính về gã phế liệu mà chưa gã. À, còn hát được không? Hư trơn. Ừ. Tính gì đập ra lấy sắt lo được ra. Mọi thứ nó đều được chắp vá rất là tạm bợ. Hôm nay thì chắc có lẽ là hai đứa bé nó ngồi nó khóc rồi trời. Thật ra thì cái nỗi đau quá lớn nó chắc bé, thậm chí là nó chỉ tìm được. Nó ngồi nó khóc nè. Em biết anh ạ. Nó vậy mà nó vậy mà nó cảm nhận nỗi đau lớn ghê mà nó ngồi nó tự khóc luôn trời. Nhưng mà mỗi lần ai hỏi thứ ba nó là nó khóc vậy đó. Ra trường cũng vậy nữa. Ai hỏi ba nó đâu nó ngồi nó khóc. Con lên đây đi, con lên đây ngồi với chú đi. Rồi với chú là chú nói chuyện nghe nè. Lên đây con. Lên đây đi con. Thường quá. Lên đây con, em ngồi đi con. Ừ. Trời ơi. Thật ra thì cô bác quý anh chị khi mà xem được cái thước phim này không thể nào mà cầm lòng đặt luôn á. Con đây nè con. Con qua đây nè, con qua đây. Con qua đây nè. À, lên đây nhớ chào. Xích vô con, xích vô cho em ngồi. Con ngồi nớ qua đây cho chị, con đang ngồi. Nhớ chào. Nín. Trong cái tiếng khóc nấc nghẹn ngào á thì mình nghe rất rõ cái từ ba. Thì đối với cô bác quý anh chị á, xem thước phim này á sẽ không khỏi cầm lòng đặng khi mà các đứa trẻ còn quá nhỏ và nó đã mất đi người ba, cái người mà tụi nó yêu thương nhất á thì nay đã không còn nữa, và lại thương cho chị Trinh kìa. Của con gái mới thôi thương thôi, đã đến 5 người con. Và ngày hôm nay á, Mùi Hồ đến đây muốn chia sẻ về hoàn cảnh của chị Trinh cho cô bác của chị biết được. Chị Trinh, địa chỉ của mình là số mấy? Chỗ ở hiện nay của em hả? Dạ. Ấp 3, xã Tân Mỹ. Dạ. Quyện gì chị? Thanh Bình hả? Ấp 3, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình. Tỉnh Đồng Tháp. Tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Số điện thoại của mình, chị cho em xin số điện thoại mình nhé. 0398 0398 75 6608 6608 nha cô bác anh chị. Chị có số tài khoản gì không? Dạ không, ông không có biết xài thẻ. Đó là số điện thoại của chị Trinh, cô bác anh chị có thể gọi điện thoại trực tiếp đến gia đình của chị. Và ngày hôm nay á thì có dịp tình cờ về lại đây để tâm sự thêm về cái câu chuyện của chị. Kiều Dương chúc mình hai. Kiều Dương phải gồng gánh nuôi 5 người con cho nên người chồng mình không may qua đời với một cái cơn bạo bệnh. Và hôm nay em đến đây á thì cũng thay mặt cho cô My ở Mỹ á trao cho mình trước 2 triệu đồng tiền hiện kim để mình có thể xoay sở trong cuộc sống. Dạ. Thì đây là cái phần quà của cô My ở Mỹ ha chị, em gửi cho mình. Đây nè các cô ở Mỹ á, gửi cho con với mẹ để ngày mai á mua đồ ăn ngon nấu ăn nha chưa. Mai mốt chú Bùi Hồ sẽ cùng với các chú sẽ quay trở lại nữa. Em gửi cho chị. Dạ. Cái bàn tay của chị nha cô bác quý chị. Đây là bàn tay của chị Trinh. Đã chai sạm hết à. Và thậm chí nó đã nắm đen nắm đỏ. Vì cái công việc, tính chất công việc của chị đó là đi nhặt phế liệu. Và đây em gửi cho chị nè. Dạ em cũng cảm ơn cô My nhiều. Dạ. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều. Ừ. Dạ. Rất mong cô bác quý chị có thể share đoạn clip này để có thể mọi người cùng chung tay nhau giúp cho chị Trinh cùng các đứa bé sẽ vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Dẫu biết rằng á anh đã mất đi rồi sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được, nhưng mà đâu đó thì với sự tình yêu thương của mọi người, của cô bác của anh chị, thì
thì chị Trinh và các bé sẽ vượt qua những lúc khó khăn như thế này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau.